Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 6, đoàn lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long do ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, có chuyến công tác đến một số nước tại châu Âu thực hiện công tác xúc tiến đầu tư. Cùng tham gia với đoàn có đại diện Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngày 4 tháng 6 theo giờ địa phương, đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long đã tham dự diễn đàn kinh tế Thụy Sĩ Việt Nam năm 2024 được tổ chức tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ. Diễn đàn kinh tế Thụy Sĩ Việt Nam với chủ đề thắt chặt mối quan hệ xây dựng tương lai. Sự kiện do tổ chức Diễn đàn kinh tế Thụy Sĩ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ, chương trình quản trị kinh doanh châu Âu và châu Á của Đại học Zurich phối hợp cùng Phòng Thương mại châu Á Thụy Sĩ, Hội chuyên gia và tri thức Việt Nam tại Thụy Sĩ đồng tổ chức. Với mục tiêu củng cố và phát triển các chiến lược thực tiễn nhằm thúc đẩy cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư và sự phát triển bền vững cùng có lợi của cả hai quốc gia, sự kiện cũng đồng thời nâng cao sự hiểu biết về thị trường, hành lang pháp lý, cũng như tìm hiểu những thách thức, cơ hội trong các lĩnh vực trọng điểm, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh đầu tư tại hai nước. Diễn đàn đặc biệt nhấn mạnh vào các chủ đề mang tầm nhìn chiến lược qua các phiên hội thảo dự kiến như chính sách kinh tế hỗ trợ thương mại đầu tư và phát triển trong các lĩnh vực trọng điểm, hợp tác Thụy Sĩ Việt Nam, vai trò và tiềm năng của các ngành chiến lược, cơ hội hợp tác giữa ngành tài chính Việt Nam Thụy Sĩ, giới thiệu các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới và cơ hội đầu tư. Đây là cầu nối quan trọng để các chuyên gia, nhà quản lý ở Thụy Sĩ và Việt Nam, trong đó có tỉnh Vĩnh Long, để gặp gỡ, kết nối với các chuyên gia, nhà quản lý ở Việt Nam để có thể liên kết hợp tác về nhiều mặt. Đối với Vĩnh Long là tỉnh có thế mạnh về phát triển nông nghiệp. Đây là một trong những tiềm năng để phát triển. Một vấn đề khác cũng rất đáng quan tâm là tại Thụy Sĩ, thời gian qua có chương trình để sinh viên Việt Nam học tập và thực tập tại một số công ty ở Thụy Sĩ. Đây cũng là tiềm năng quan trọng giữa Thụy Sĩ và Việt Nam trong liên kết hợp tác. Tham dự diễn đàn, đoàn của tỉnh Vĩnh Long đã trình chiếu video clip giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và xúc tiến đầu tư thương mại du lịch của tỉnh. Tại diễn đàn, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, với vai trò là diễn giả chính và là tham luận viên tại diễn đàn cho biết, với điều kiện tự nhiên, tiềm năng và định hướng phát triển trong dài hạn, ngành kinh tế trọng điểm thu hút nhà đầu tư nước ngoài của tỉnh là ngành nông nghiệp, công nghiệp, trong đó nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến là ngành chủ lực, sử dụng đầu vào là các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Bên cạnh đó, các lĩnh vực được các nhà đầu tư thực hiện các dự án tập trung chủ yếu như chế biến thức ăn chăn nuôi, thủy sản, lương thực, thực phẩm, rau củ quả như gạo, trái cây, nấm rơm, khoai lang. Đây là những lĩnh vực sản phẩm tỉnh Vĩnh Long có lợi thế về vùng nguyên liệu. Tạo mọi điều kiện để các cái doanh nghiệp đến tìm hiểu môi trường đầu tư và đầu tư tại Vĩnh Long để cùng hợp tác và cùng phát triển. Đó là cái mục tiêu hướng đến của chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long, tạo cái môi trường đầu tư tốt, thực hiện cải cách hành chính, giúp đỡ, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đó là cái yêu cầu đầu tiên. Ngoài ra, theo chính sách vĩ mô của đảng và nhà nước, thì tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục hướng đến việc là tạo cho các doanh nghiệp có điều kiện phát triển theo cái môi trường đầu tư chung và đặc thù của tỉnh Vĩnh Long cũng như của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cũng tại diễn đàn, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cho biết thời gian qua, mô hình hợp tác công tư thực hiện thông qua hợp đồng tại Vĩnh Long khá thành công, đặc biệt là trong lĩnh vực môi trường, dịch vụ công cộng và logistics. Bên cạnh đó, hiện nay tỉnh cũng đang thực hiện thủ tục mời gọi đầu tư khu xử lý liên hợp chất thải rắn theo phương thức PPP. Với tính chất quan trọng, mục tiêu của dự án, hiện có nhiều nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu và giới thiệu công nghệ. Có thể thấy, ngoài lợi ích về hạn chế chi phí đầu tư trong lĩnh vực công ích, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long còn tận dụng tốt các yếu tố công nghệ thông qua hợp tác công tư trên địa bàn tỉnh.